Lãnh Thanh là vị thuốc thần giúp năm em khỏi bệnh. Năm em khẳng định, suốt năm qua tôi ra vào viện như cơm bữa. Năm em, người đẹp từng lọt top 8 Miss Air, khoe nhan sắc rạng ngời khi diễn váy khoe khéo vòng 1 và đôi chân dài cho lần xuất hiện mới nhất. Vốn có vẻ đẹp bí ẩn và tính cách đặc biệt, năm em luôn cuốn hút vào phong thái mỗi khi xuất hiện. Năm em cho thấy màn lột xác ngoạn mục của mình sau những hình ảnh tiêu tụy về bệnh tình của bản thân. Cô có thể đã thật sự lấy lại vóc dáng chuẩn mực thời thi hoa hậu, thậm chí các số đo ghi nhận lúc này còn tiệm cận với số đo vàng của nhan sắc thế giới khi đạt mức 87, 60, 90. Có được điều này, năm em bộc bạch, tôi đang cố gắng để vượt qua những vấn đề của bệnh tật, dành nhiều thời gian luyện tập, ăn uống, cộng với giữ cho mình tinh thần thoải mái có thể nhất. Suốt một năm qua, tôi ngồi dưới một cái hố và bị che phủ bởi sự tự ti, bởi sự mặc cảm, chẳng có mục tiêu để hướng đến. Tôi chao đảo, bệnh ngày càng nặng, tôi ra vào viện như cơm bữa. Tuy nhiên, tôi khẳng định mình đang dần trở lại là một chiến binh mạnh mẽ, đầy năng lượng và sức bật cho nhiều dự án mới. Cô khẳng định thời điểm này, khi đang có người yêu thương và tái xuất trên sóng truyền hình, cô sẽ tiếp tục khởi động những dự án âm nhạc còn dang dở trước đó và sớm gửi đến với khán giả. Nam em khẳng định, chính tình cảm và sự yêu thương của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, khán giả là chất xúc tác để nạp năng lượng cho cô tiếp tục dự định mới của mình, hứa hẹn một năm mới nhiều nỗ lực và phấn đấu hơn nữa. Nhiều người nhận xét năm em xinh đẹp hơn rất nhiều và cầu chúc cô sớm lấy lại thăng bằng trong cuộc sống và tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động nghệ thuật. Có thể nói, tình yêu với Lãnh Thanh giúp năm em có thêm năng lượng tích cực. Mong rằng năm em sẽ giữ được nhan sắc đỉnh cao để tiếp tục chinh phục đấu trường nhan sắc thế giới. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi. Chúng tôi luôn mong muốn sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời. Xin đừng quên ấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn.